Dạ, Mùng Mai Trái Chè Bông xin chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, hôm nay là tiếp tục giao lưu với chúng ta là cái lọc Bình Mai nha cả nhà. Thì hôm nay em quay ngay chỗ nhà cậu của em luôn nè. Đó, thì thường cái này là của bên cậu em làm ha. Đó, thường thì cái cây mai chúng ta làm mà chúng ta nên cắt như thế này nè cả nhà. Nè, thấy ha. Cắt vô một bó như thế này là 24 cây nha. Đó, một bình là 24 cây. À, thường là chúng ta làm những cái cây mai cao tầm khoảng 1 mét đi lên đó cả nhà. Thì như vậy thì cái bình nó cao nó sẽ rất là đẹp luôn ha. Cả nhà nhìn nè. Chúng ta lựa cái cây mai càng bự thì bẻ nó càng đẹp nha. Nhìn cái bình nó cứng cáp nó lực ha. Đó đây. Đó, hôm nay thì có dịp về đây em quay luôn. Tại vì hôm nay không có đang làm chứ phải đang làm là quay cho mọi người cùng xem luôn. Đó đây ha. Đây chính là cái... cây mai để chuẩn bị làm cái lọc bình mai ha. Và hôm nay là làm với cái bình kiểu khác nữa cả nhà. Nói chung càng ngày thì càng nghiên cứu ra những cái kiểu đẹp hơn ha. Đẹp hơn, lạ mắt hơn và nhìn nó sắc sảo hơn cả nhà. Đây. Cái này nó cả nhà nó, cái này nè, đó nè, cả nhà nhìn thấy nè. Đó, mỗi một cái cây thì nó có một cái bầu như thế này ha. Nó chưa, mình chưa có vô chậu nha. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Đang với một cái kỹ thuật rất là đẹp mắt cả nhà. Đó, và đợt này thì làm một cái loại này, đang nghiên cứu thêm một cái loại nữa là cái cổ ha cả nhà. Quan trọng là cái cổ của cái bình nè, nó cao ha. Và ở trên đó cả nhà, nó xòe ra rất là đẹp luôn. Đó, thì những cái này nè, giờ chúng ta tưới cái phân tạo nụ nha. Thì Tết nay chúng ta lãi lá thì ở trên đây sẽ là một cái nguyên một cái bình mai vàng luôn cả nhà, rất là đẹp. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Đây là cái phần chúng ta đang rồi nhưng mà chưa có vào trong cái chậu đây. Đó, cả nhà nhìn thấy khác với những cái cặp lục bình khác ha. Đừng so giá cả tội nghiệp em nha cả nhà. Bởi vì có những người làm bán tầm triệu, triệu mấy, triệu mốt, triệu hai. Thì làm tầm khoảng một bình là có mười mấy cây thôi nha. Còn một bình này tới 24 cây và làm một cái kỹ thuật rất là sắc sảo luôn ha. Đó, rồi. À, cái lô này thì rễ em thấy cũng rất là đẹp nha cả nhà. Đó, rễ nè, cái rễ của cây mai nè. Nó có bí, nó có kiểu thú, nó kiểu này kiểu kia, đủ kiểu lộn xộn nha. Rồi, và bây giờ là bên đây cả nhà. Nó bên đây thì đã vào chậu rồi nè. Lúc hồi nãy thì chưa vào chậu ha. Rồi, cái này đã vào chậu rồi nè cả nhà. Đó, cái chậu mũ như thế này nha. Thì cái này em gửi thì chúng ta sẽ gửi chậu cho chúng ta luôn. Và sẽ bao phí vận chuyển đến nhà luôn. Khi đến nhà chúng ta thì có quyền kiểm tra hàng. Rồi sau đó thanh toán ngay nhân viên nhau giao hàng giúp em là được nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy nè. Đó, cái cổ của cái lọc bình mai này rất là đẹp nha. Rất là lạ mắt cả nhà. Bởi vì đường ở trên nó xòe ra như thế này nè. Nó xòe ra như thế này để chi cả nhà? Để Tết nay á, nó sẽ trổ hoa và nguyên một cái rìa ở ngoài. Y như chúng ta đang cắm cái bình hoa luôn ha. Đó, rất là độc và đáo và rất là đẹp mắt cả nhà. Đây. Thì cái chiều cao này thì tầm khoảng 1 mét cả nhà. Khoảng 90 cho đến 1 mét nha. Đó, mỗi một bình như vậy là 24 cây. Và chúng ta vào sẵn chậu như thế này luôn. Thì cái loại này chúng em bán là giá là 1 triệu 8 một cặp nha. 1 triệu 8 một cặp thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha cả nhà. Em sẽ đẩy sát vô cho chúng ta coi một cặp rất là đẹp. Đó. Quá đẹp đúng không cả nhà? Nhìn cái lục bình rất là sang luôn á. Cái này mà Tết chúng ta để hai bình hai bên đó ha, mà hoa nó trổ ra cây mai thì quá tuyệt vời luôn hết cả nhà. Thì ngoài cái lục bình mai thì bên em còn có hồ lô mai nữa nha. Đó đây cả nhà. Đó, cái cặp hồ lô xinh xinh dễ thương nha. Thì cái cặp này thì bán 1 triệu 7 nha cả nhà. Cái hồ lô mai thì 1 triệu 7, còn cái lục bình mai là 1 triệu 8 nha. Đó. Đây. Thì ổng gài dịch không có ship được. Hôm nay ship được rồi thì nó thật là được sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay làm không kịp luôn ha. Thì mỗi một ngày thì không làm được nhiều cả nhà. Thì tầm khoảng dài 1-2 cặp thôi. Cho nên là cái công mà bỏ ra thì giống như cái này là lấy công làm lời thôi. Chứ còn cây mai mà 1 mét mấy thì cũng mười mấy ngàn một cây rồi. Tiền mai rồi tiền này tiền kia nữa. Thật ra tính thì cũng không có lời bao nhiêu. Chủ yếu là lấy công làm lời cả nhà. Thì em thấy cũng có người ta cũng bán 2 triệu mấy, rồi cũng có 1 triệu mấy, nó cũng tầm giá đủ loại hết ha. Đó, rồi, ai thích loại này thì xin hãy alo bên vườn mai Chiếc Chè Bông nha. Qua số điện thoại em để bên dưới nha cả nhà. Hãy thích, nếu thích thì hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ. Xin chào tạm biệt.